Tôi thì là Dương Huy Thiện, chuyên nghiên cứu về văn hóa dân gian. Mà nghiên cứu về văn hóa dân gian này, thì chính gốc là nhà giáo. Tôi vào học đại học sư phạm văn khoa khóa 1 năm 1954-1957. Thì lúc thi vào thì tôi cũng là đỗ vào cái loại cũng vào cái loại là gần đầu bảng đấy. Thế vào đấy thì vào trường ấy, thì lúc đầu là tôi tham gia kháng chiến mà nghề của tôi cũ là nghề kế toán. Tôi là kế toán của nhà giao thông. Thế thì là sau khi mà hòa bình trở lại thì đồng chí Trần Quang Sơn bây giờ là chúng tôi nghe nói là tỉnh ủy viên, và thì đồng chí Trần Quang Sơn ấy, thì là trưởng ban chỉ huy công trường. Chúng tôi làm một con đường gọi là công trường 3 từ Mộc Châu sang bên Ba Háng của Lào, chuẩn bị sang Lào thì hòa bình, thì chúng tôi được điện quay lại thì về hòa bình nằm để quyết toán công trình, vì tôi là chủ quản kế toán mà. Thế thì quyết toán xong thì đồng chí Sơn nói bây giờ các cậu còn trẻ, thế bây giờ muốn đi học thì cơ quan tạo điều kiện đi học để mà đóng góp nhiều hơn cho tổ quốc. Thế thì tôi thì bây giờ nó chỉ có trường trung cấp giao thông thôi thì tôi không đi, mà lại vốn là yêu môn văn từ ngày học tiểu học. Thế cho nên là tôi mới thi vào trường đại học văn khoa. Thi vào thì vào đấy thì chúng tôi lại là cái người mà thích sáng tác. Thế cho nên là viết cho vừa là sinh viên nhưng mà viết cho là cộng tác viên báo Nhân dân. Thế là bên báo nhân dân thì bây giờ sang xin để bọn tôi sang làm đấy. Thế nhưng mà nhà trường nói là để sao có hết. Thì tôi viết cho Báo Nhân dân nhiều đấy. Thí dụ như là nghề con số này, tức là những cái tiểu học này, cái nhỏ này. Thế rồi thì tôi viết chuyện Hì Xí Mà thì sang nhà xuất bản Văn Học. Rồi viết cho Báo Cứu Quốc, rồi viết cho báo gọi là báo Độc Lập nữa. Tức là tôi viết nhiều báo. Thế thì mình thì thích sáng tác. Thế còn cái số mà tham gia sáng tác bây giờ thì đối với những anh mà bọn tôi hay gần nhau, tức là nhà thơ với Bùi Vại, tuy anh không học cùng. Thế rồi thì tôi lại có những cái dịp là đi học ở Tân Trào ấy, thì lại có những lần gặp anh bộ đội của Hồ ấy, là sau mới biết đấy là nhà thơ Lê Đạt. Thế cứ đi bộ với nhau mà, thế thì cái văn chương ấy, sáng tác đó mình cứ dần dần nó say. Thế thì về trường tiếp tục viết, thế rồi Phùng Quán, thế thì các anh ấy thì không, anh Phùng Quán sau thi vào trường anh ấy đỗ nhưng mà lại bảo không bằng cấp, sau không cho anh vào học. Thế thì bọn tôi là cái giờ lại có những học trò bọn tôi lúc về sau này mới có đấy. Thế còn bè bạn lớp trước thì những anh như là Nguyễn Đình Chú này, Minh Đức này, anh Phan Cự Đệ này, Nguyễn Hải Hà này, Đặng Anh Đào này đấy, thì các vị đi vào nghiên cứu. Cho nên là bọn tôi là cái dân viết thì mắc vào đó. Thế thì khi mà các thầy dạy học ấy, thì chúng tôi tiếp nhận được các thầy là một cái đạo đức của người thầy, dạy rất là nghiêm chỉnh, nhưng mà lại là các thầy rất hiểu học trò. Thế nhưng mà cứ gần các thầy thì không phải là mình gần được. Dạy xong là các thầy lại có việc thầy đi, trừ những giáo sư Nguyễn Đình Chú ấy, bây giờ là cán bộ mạng lưới ấy, là
ghi lại lời thầy dạy, xong thầy chỉnh lại. Thế thì thầy là thì ông Hải Hà, rồi thì ông Hà Minh Đức, thì Phan Tử Đệ đấy. Thế thì những anh ấy là anh đi vào nghiên cứu, thế bọn mình lại đi vào sáng tác, trong mới viết bài bây giờ chỉ được đăng trên báo, chứ còn được bút thì không đáng kể. Thế tôi viết cho cả Đài Tiếng Nói Việt Nam mà, thế là cộng tác viên ở đấy. Thế thì như vậy là mình là khi được đăng rồi nó phấn khởi, lại tiếp tục viết. Thế thì viết thì ở trường mình bây giờ thì anh Thúc Hà, tác giả của Chờ Con Mái Nhé đấy, chính anh Thúc Hà với bọn tôi gần nhau là như vậy, anh vợ như vậy. Thế thì bây giờ thì mình viết thì chỉ biết là viết theo cảm xúc của mình, thì mình gửi đi, thì báo Nhân Dân cũng gửi, báo Cứu Quốc cũng gửi. Cái bài ấy như bây giờ làm gì có máy, bây giờ viết tay thì chỉ lưu được cái bản nháp, còn cái bản viết tay là mình gửi sang đấy. Thì lúc đó thì cái đất mới là do anh Thúc Hà, Hà Thúc Chỉ đấy. Thế thế thì bài vở thì bây giờ là gặp nhau mà thì đưa, chứ còn cái nhân văn trụ sở ở đâu bọn tôi cũng không biết, chỉ biết là thầy Phan Khôi gọi là thầy, vì cái thời thầy Trương Tiểu đi vắng mới bị trường Đại học Văn Khoa bây giờ là mời các nhà văn hóa rồi các nhà thơ đến để mà nói chuyện. Thế là bọn tôi cũng chỉ có nhoáng cái thì gặp những chào thầy, chào các vị ý, thì là đi thôi. Thế nhưng đến lúc bài mình viết xong thì tôi viết cái chuyện ông Lập Trường. Thì cái chuyện ông Lập Trường này thì thực ra là này, trước mình ở cái công trường 3, cái đồng chí tỉnh ủy viên Trần Quang Sơn sau này làm bí thư tổng cục đời sắt tôi không gặp lại được. Thì sau là hy sinh ở chỗ cầu Hàm Rồng này, máy bay ấy chết. Thì mình thấy hình ảnh của cái ông tỉnh ủy viên, người đảng viên cộng sản nó đẹp đấy. Ông ấy rất dân dã, ông ấy rất quan tâm đến cái bọn trẻ của tôi. Thế nhưng về đến trường học thì lại một cái hình ảnh ngay ở trong trường mình, rồi ngay trong tổ mình lại cũng là đảng viên cộng sản. Thế nhưng mà đảng viên cộng sản lúc này thì học cũng không chăm, như cái lớp tôi mà đọc ấy thì thấy là toàn dân Thanh Hóa, Nghệ An, là dân nghĩa là lão cụ học kinh. Thế thì mình mới viết dựng lên một cái hình ảnh của người đảng viên cộng sản, người đảng viên cộng sản nói nhưng mà lại không làm. Và đến lúc cái anh đảng viên này bây giờ gọi là chỉnh đốn hay là cải tạo cái đoàn thanh niên với cộng sản, là ông ấy lại không được là đoàn viên thanh niên đấy. Thế như vậy thì từ đấy mình dựng lên, xây dựng một cái chuyện ông Lập Trường, tức là người đảng viên là phải nói và làm và phải là gương mẫu. Chứ này lúc nào cũng chỉ xem đường kim mũi chỉ cái quần cái áo, nói thì được hô hào nhưng mà đến lúc học thì học cũng như gì. Thế nên nhiều cái nó lại ngược với tác phong của người cộng sản. Cái chuyện ấy mình viết có 2 trang thôi, để nhớ như thế. Thế thì sau khi viết xong thì bây giờ là nhà thơ Tô Hữu, bây giờ là phụ trách tuyên giáo này mà, thì bây giờ gọi là đây là cái nhóm nhân văn giải phóng, nhóm chống đảng. Thế thì tôi, bọn tôi lại là học trò của các thầy như là thầy Trương Tiểu, thầy Nguyễn Mạnh Tường giảng thì lúc nào chỉ nói là đứng trên lập trường hòa bình, chứ không bao giờ ông đứng trên cái lập trường giải phóng cộng sản đâu. Phân tích các tác phẩm là đứng trên lập trường hòa bình, chúng ta phân tích. Thế bọn tôi mà sao thầy Tường toàn đứng trên lập trường hòa bình này? Thế nhưng mà cũng không có ý kiến gì. Thế thì sau đó thì thầy Thảo thì lại dạy trong cái triết học ấy, mà có lẽ là cái bọn tôi nhớ lâu nhất là cái hạt nhân duy lý. Trong cái đúng có những cái phần sai, tức là nhớ thì nhớ nôm na là gì là như thế. Thế nhưng mà các thầy gieo vào cho học trò mang một cái tư tưởng của phương Tây, dân chủ, tự do. Thì lúc đó lại có cái phong trào đòi là phải giảm chuyên môn cho những người làm chuyên môn, chứ không phải ông cứ đảng ông sắp lãnh đạo nó không phải thật. Chứ mà ông Tố Hữu là cái người gọi là đứng ra để đánh cho bọn nhân văn giải phóng, nó phá hoại nhân văn giải phóng. Bây giờ còn
thông tin cho bọn tôi này, các cậu coi coi chừng, không có là bộ đội mà là hy sinh xương máu để cho đảng cho nước, và bây giờ cái bọn này đảng nuôi cho học, nhà nước nuôi cho học lại chống lại, lại không cẩn thận thì ăn đại bác đấy, còn đưa những cái tin vào và hăm dọa bọn tôi thế quá. Thế nhưng mà thực ra thì trong cái số chỉ có dân sáng tác ở Bỉ, thế còn Đình Luyện thì anh ấy lại học trước của tôi một năm, anh ấy từ Văn Khu về. Thì chính vì cái đánh phèn, à vì cái đánh phèn anh Nguyễn Đình Luyện và ông Lập Trường thì cũng cho là tôi là mình là cái loại chống đảng. Thế thế cho nên là cắt cái việc Sao Báo Nhân Dân, cắt Cảm Tình Đảng, tất cả cắt mất. Đấy. Thế thì sau đó thì lúc thì cái trụ sở để đâu thì mình, bọn mình chỉ biết hình như ở chỗ nhà xuất bản Minh Đức ấy. Thế còn thực ra chả biết ban biên tập là ai, nhưng mà ông Phan Khôi là người chủ trì cái đó. Cụ Phan Khôi còn đem đi bán báo, còn đi trên đấy để mà tung quảng cáo mà. Thế khi biết là thôi thì mình ăn đòn rồi, chúng nó nằm trong cái thằng phá hoại thôi. Thế mà thế thì cả cái thời kỳ mình chưa tham gia kháng chiến được mấy đâu, có một năm mấy giờ nữa phát cho cái kỷ niệm chương kháng chiến, thế còn lâu hơn được cái huy hiệu kháng chiến. Thế mà về Hà Nội đi học cứ đeo kỷ niệm chương kháng chiến mà mặc bộ quần áo xanh xanh Chí Lâm á, là lên tàu điện có mình mua vé, những bạn khác phải mua vé, bọn mình thì cứ mặc lên để cứ được đi thôi. Thế nên mình bây giờ thì mình những cái đó, những cái đó thì thực ra trong ý thức ấy mà. Thế mình không mấy lắm, nhưng bây giờ là khi học trong đó có viết những cái bài ấy. Thì khi mà đã thành nhóm phá hoại rồi thì đất mới mà mình có sách này, cái tâm một này, rồi Nhân Văn Giai Phẩm này, rồi Giai Phẩm Mùa Thu này, Giai Phẩm Mùa Đông, Giai Phẩm Mùa Xuân, là lúc ấy là phải đốt đi hết, không giữ được cái gì cả. Thế thì trong đó cho nên cái nội dung đề cập những vấn đề gì thì mình không nhớ lắm, nhưng mà nhớ láng máng là vấn đề tính, vấn đề phương pháp hiện thực. Thì cái phương pháp sáng tác hiện thực á thì bọn mình cho công nhận thế đó, nhưng mà cái phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa thì cái xã hội chủ nghĩa hình thành nó như vậy, làm sao nó có một cái phương pháp được. Thì trong đó cũng có những cái bài đả động cái đó, mới để cái phần là tính đảng cộng sản giảng dạy các thầy dạy từ cái tác phẩm ấy, nó toát ra nói về đảng, nói về những người cộng sản. Chứ làm gì có cái tính đảng, hoặc những cái bài cũng có đả động đến cái hạt nhân duy lý. Đấy. Tức là nhìn không thể nhìn một chiều nào, tức là phải xem xét. Thế thì những cái bài đó thì chính là bây giờ là đòi tự do sáng tác này, thế rồi phản bác những cái phương pháp hiện thực, rồi cái tính đảng. Khi mà tôi đem cái cuốn Hì Xí Mà là hồi ở trên miền núi thì viết cái tác phẩm nói về người dân miền núi, sang cục tu hoài cũng bảo tác phẩm của anh tốt đấy nhưng mà không tính đảng, còn tranh luận với ông bảo thế chúng tôi học cái tính đảng đã toát ra từ tác phẩm, từ những nhân vật này thì đấy là tính đảng, chứ làm sao chúng tôi cứ phải nói đến tính đảng. Thế tranh luận xong sau chúng tôi bây giờ ông Tô Hoài cũng đọc mặt thảo cho nó không đồng ý sửa. Mình là cái dân sáng tác, làm thơ thì ít, nhưng mà viết chuyện, viết phê bình những cái tác phẩm. Thế lại dính vào cái là cái tác phẩm Vượt Côn Đảo của Phùng Quán. Thì quan điểm của mình là mình khác. Thế mình viết, mình nói là cái việc đấy cho là phiêu lưu mạo hiểm, nhưng lúc ấy, vào cái thời điểm ấy, thì phải xử lý như vậy, tức là đi ngược lại. Mà lúc ấy là một cái dòng người ta lên án cái đó. Thế thì là dính vào cái đấy. Thế thì nói về nhân văn giải phẩm thì thực ra chỉ biết là nhà xuất bản Minh Đức, thế còn trụ sở ở đâu thì bọn mình không đến, gửi bài cũng không mail như bây giờ,
mà gửi bài là đem bài viết tay gửi thôi. Thế thì đến lúc mà về thì lúc nguyện vọng ra trường thì mình cũng là ý muốn là như thế thật. Ở Tây Bắc mình được đi rồi, ở những người dân tộc rồi, thế rồi thì bây giờ muốn Phú Thọ là mình là dân đây rồi, thì nguyện vọng là đi bất cứ nơi nào trên đất nước để hiểu thêm về đất nước. Thì ông lại tống mình đúng về cái đất Phú Thọ. Và Phú Thọ bây giờ là cái nơi gọi là quản lý về chính trị là tương đối là nghiêm ngặt đấy, gọi là nghiêm ngặt. Thế về trên này thì nói với Sơn là mình lại may để gặp thầy giáo của mình là chủ tịch là cụ Vũ Bình. Thế đưa về thì đầu tiên là ở tổ phổ thông, tức là hình thức là ở đấy để theo dõi. Thế sau ở Hùng Vương có cái vụ của học sinh Hùng Vương mà do anh Nguyễn Bá Trung là cái báo Tường mà lại ra tờ báo báo Tường là Nhân Bản, thì cũng lại có những ý để lên án đề xuất với đảng lãnh đạo kia. Thế thì thầy mình cử vào thế hôm nay tập cử mày cụ bình thường bên ngoài là cụ cứ tao mày mà moa mới to đó. Thế thì cử về, sau khi về giải quyết cái vụ Nhân Bản xong, cụ cứ mà vào cụ bảo cười của khà khà báo cáo cụ bảo chứ mai chả có gì chống đảng cả. Thì cụ mới lại cho đi đấy, thì mới về Hùng Vương dạy. Thế thì về Hùng Vương dạy thì trong chương trình bây giờ là có bài là chống nhóm phá hoại Nhân Bản giải phóng. Mình cũng lại bị cậu giáo viên của mình là tổ trưởng thì cậu ấy dạy một kép nặng góp ý xong chơi lại một cách, tức là khi dạy ở lớp khác dạy cái bài về nhóm phá hoại Nhân Bản giải phóng thì bảo các em có biết người phá hoại kẻ phá hoại Nhân Bản giải phóng là ai? Thầy Dương Huy Thiện đại khái họ chơi lại mình. Thế nhưng mà mình dạy thì bây giờ mình cứ theo đúng sách, mình dạy với cái tâm của mình thôi, dạy. Thế nhưng mà được cái là chứng minh là những kinh nghiệm bước đầu của tiên giáo dục viết là giảng dạy gắn với cuộc sống ấy, rồi giảng dạy tác phẩm nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh đăng ở cái báo gọi là cái tủ học, cái gọi là tủ sách trường học của Trung ương ấy. Thì có bài đấy thì cho nên học trò một hôm đến nó mới hỏi thầy có phải Nhân Bản giải phóng không ạ. Thế thì nói chuyện của đời mà. Thế còn thực ra thì tất nhiên có lẽ là ra đời của Nhân Bản giải phóng và đất mới lúc là hơi sớm, và khi nó sớm thì lịch sử sẽ sau này đảng và nhà nước cũng xét lại, cũng xem xét thì thấy đấy cũng không có vấn đề gì thì giải tỏa cái đó. Chứ nói như là khi mà chỉnh vấn giáo viên bây giờ là toàn quốc miền Bắc ở cái trường bổ túc văn hóa cũ Hà Nội là Đình Luyện, Nguyễn của Đình Luyện và tác phẩm Đánh Phèn là bị quần gần một đêm, Dương Huy Thiện cũng bị quần gần một đêm, bắt phải nhận là ông lập trường. Thì cái ông lập trường này tức là chống đảng. Bây giờ thì cho nên hôm có cái ngày gọi là ngày nói dối mà bảo lúc ấy thì mình phải nói đấy, bây giờ xin các vị là tôi gửi cả cái bài ấy bên báo Nhân Dân mà bây giờ thì không có điều kiện để giữ lại, bây giờ tôi không có bản thảo mà quần như vậy. Cứ nhóm trung tâm họp trong quần suốt từ 2 giờ chiều mùng 1 tháng 9, nghỉ ăn xong, nhóm trung tâm hội ý xong, lại sang mùng 2 tháng 9, gần 2 tiếng đồng hồ để bắt phải nhận là ông lập trường viết là chống đảng. Mà không, tôi không chống đảng.